Em ơi, cái này bao nhiêu nhỉ? Dạ anh ơi, cái này 7 củ ạ. 7 củ ạ? À? Bố cho anh đi được. Dạ anh ơi, em chỉ nhân viên thôi, em không có quyền điều chỉnh giá anh ạ. Đúng, đúng. Em giảm giá đi, lần sau anh lại mua. Thế để em ra hỏi quản lý nhá. Ok, ok. Chị ơi, cái gạch các con 7 củ anh kia đang cầm ấy. Anh ấy bảo là bớt cho anh ấy, có bớt đâu không chị? What? Cái gì? Gạch các con là 7 củ, cái đầu cô chỉ để một cốc thôi ạ. Nó giảm bao nhiêu lần rồi, cái gạch đấy là 10 củ. Em lỡ nói với anh ấy là 7 củ, thế giờ phải làm sao? Chị, mọi sai lầm ấy thì đều phải trả giá bằng tiền mặt. Cô tự ra mà nói chuyện với khách đi. Anh ơi, vừa nãy em báo nhầm giá cái gậy này, hay là anh được mua được không? Thì giá thật của nó bao nhiêu? Dạ, có đây 10 củ anh ạ. Anh mà mua ấy, em phải bụng 3 củ vào hóa đơn đấy. Thôi được rồi, anh trả câu này 8 củ rưỡi, cho em 5 lít nữa là 9 củ. Còn lại em lo nhá. Ôi giời ơi. Dạ vâng ạ, tôi em cảm ơn anh, được đồng nào hay đồng đấy ạ. Dạ em của mình xong rồi ạ. Đây xong rồi ạ, anh về nhá, dạ. Cảm ơn nhá. Ôi, diễn giỏi thế, 10 điểm. Này, thế là tháng này chị em mình đủ KPI rồi đấy. Thế là điểm mừng đi. Em nào ạ? Em tao luôn, sao nó sạch điệu.